bắt đầu nó cũ quần từ từ, nó bỏ từ 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 cái áo tới tới này, cái này nó ê chạy ra nó hỏi gì chạy qua đây chạy chạy qua đây đổi đổi nên thằng đại nó không biết, cho nó binh sổ nhỏ vậy là bậy rồi bồ, để mình can cho về đi anh em không ta. Nó mê thằng Minh mà nó Minh không lấy nó nữa, nó gài cho cháu nhỏ giết Minh bỏ đền bà nó độc đáo con thấy không. Đêm nay tôi cho mày coi y pha nho độ mà thoát y 100%. À, thằng Đại nó nói vậy à, lần đầu tiên mà à, Đại Nam với chú hai anh em chạy xe lên vui lắm. Thì à, cái bàn đây có cái bàn tròn vậy, cái chú ngồi đây, nó ngồi đây, ở đây là thằng Sủ à, chú nhớ thằng Sủ mình cũng cái thì con nhỏ này nó xô ở đây nè, bắt đầu nó cũ quần từ từ, nó bỏ từ 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 cái áo tới tới đại, cái đại nó ê chạy ra nó hỏi gì chạy qua đây đổi, chạy chạy qua đây đổi đổi, cái đại nó chạy qua đây chú rồi đổi nó qua đây, tụi nó cầm tiền nó làm gì, cái nhỏ là lắc lắc tới đằng nó đưa nó chụp cái húng, tụi nhỏ né hay nó né lại té quay rồi kia tụi lấy tướng vì nó ngồi trên cao nó bay nó chụp tụi mình nó né không, cái đại bay qua cái quầy quầy thằng đại nó chạy nó kêu cậu sao là ông chủ ở nhà ông tài bán á, nói với con nhỏ này đi hôm nay đi chơi tôi bao nhiêu tiền cũng được không, chưa đợi lâu nhưng mà à, nó nói với ông tài bán vậy nó còn cháu vậy thì đúng thiệt chút xíu nói với con phòng viên ra thằng công viên ra đi chơi không tiền, cái là con biết lần đầu tiên cái chỗ đó là không ai vô, nếu mà nhân vật mà không có tiền không vô ở chỗ đó là nhất dạ để vô rồi hầu cung nhất dạ để vô vô đó, con làm vô một đêm mà con muốn làm vua một đêm là con phải đủ tiền cả bao quá à, vua gì cũng được hết, không ông nào dám làm vua Tần Thủy Hoàng, tại Tần Thủy Hoàng tới 100 cung nữ nụ trả tiền mà đấy. Ông nào cũng được vui lắm, ở đó toàn là nhân vật người tiên giao không à, xe đại vừa vô nè ở tia đèn ở trên đó có thằng Bảo đứng dưới này rồi cái tay này bằng góc đuôi mình nó nóng nó dở rồi nó giục cái một à, được tại đi nịch nó mặc áo thun nó giờ nó làm sao cái đèn lên báo báo cái là cái cửa tự động mở là xe đại vô bà chủ ra ơi cậu ơi à là con biết mong đèn hút à từ đầu từ phòng 1 cho tới phòng 3 à, lần đầu tiên nó đại nó xô chú vô trời ơi hai con sẩm là hầu cung à trời ơi quá trời đồ ăn quá trời trái cây. Nhưng mà đại nó chơi người ta trả tiền đó thằng cô phải lần đầu tiên nó kêu một trong đời chú đầu tiên làm vua hả, làm vua mà mình không dám làm vua mấy ông kia làm vua đủ mình là hậu cận này chơi nhưng mà có mấy cung nữ rồi có thoát y không, có thoát y hết nó không có thoát gọi hết nhưng mà nó mặc sẽ clip chứ không à, con nằm bụng nó rồi nó làm thuốc con hút một con là lấy trái cây đút vô miệng rồi con muốn làm gì làm rồi nghe nhạc vậy thôi vui ở đó chơi, còn đại với con kia nó ở phòng nào mình không biết mà đại nó ưu tiên nó không vua mà. Lúc đó là cứ nhắc tới đại ca thi là ai cũng sợ hết nhưng mà nó rất là dễ thương chứ không phải như người ta nó kể nhưng mà nó có cái máu tức là không chạy, con có xách dao xách gì nó cũng không có chạy đó mà con xách dao là nó phải tới à, nó có máu nó mới chịu đi, cái tánh nó là vậy, đừng để nó ôm nó không biết cái gì hết đó. Nhưng mà con kém nó kém cho chết rồi chứ nó chụp được là đời cho con tàn á, nó siết lên nó quở dở lên nó giục nó mạnh lắm được rồi để chú rút không phải không phải đâu. Còn Minh còn muối gì sao chú, còn Minh thì nó lấy em nuôi chú, cái hồi đó chú có đứa em gái em nuôi chú đi đâu rồi nó ở xóm chú đi đâu dẫn nó đi chơi, nó dễ thương mà nó rất là đẹp. Ê, sau này á thằng Minh khoái nó quá chú mới thấy vậy chú nói thôi đụng mà lấy thằng Minh đi chứ giờ tao đi lân tao tao dẫn mày theo rồi cũng tội nghiệp, mày lấy thằng Minh
Ở lấy thằng Vinh nó đẻ nó hai đứa con á, giờ còn cánh á, cái ông cậu á. Ờ anh em ở xóm, thằng Vinh nó rất là dễ thương, nó cũng dễ thương, nó cũng mạnh, đụng nó lắm à. Có một lần nói với thằng Đại thì chú phải can, thằng Đại không phải chuyện của thằng Đại, thằng Đại nó nghe lời xóm nhỏ thì chú can hai anh em rồi quê. Mà anh em mà sao mâu thuẫn ta? Thì hồi đó nó có một cái này, người ta phải biết. Cái hồi ở đời tụi chú thức nhau ở cầu vui vui lắm, tối đủ nhân vật hết á. Chú sống nhỏ bất cứ lần nào cầu vui mà còn biết thức sáng đêm bắp cải chạy ầm ầm tháng đêm. Thì nó có con sinh, nó mê thằng Minh lắm. Nhưng thằng Minh thì không thể lấy nó được. Thằng Minh nói nộng mày kêu tao cậu, kêu má bằng chị. Nhưng con sinh này nó mê thằng Minh, nó chết đi chết đứng. Nên thằng Vinh không có lấy nó. Nó tức cái cốt chuyện chú biết. Nó mới lấy, nó cặp qua sáu nhỏ. Sáu nhỏ cặp chân mà chú nói đá nó ngoài như ngựa đó à, cặp chân sáu nhỏ. Nó cặp qua sáu nhỏ, chỉ có sáu nhỏ mới giết được mình thôi. Thì thằng sáu nhỏ với thằng Đại á, cũng như chú vậy, là chí thân. Thằng Đại nó không biết gì hết. Chú đi xích lô, chú xuống cầu muối. Thì gặp thằng Đại nó ngồi quán cà phê Năm Thông Lợi. Thì thằng Đại nó kêu chú, thằng Đại nó thấy. Nhưng mà thằng Minh nó thấy trước, nó ngồi đó đó. Nó ngồi quán cơm Năm, nó ngó lên. Thì nó kêu chạy ra. Thì thằng Đại nó kêu chú, chạy Dương, xuống đây. Cái chú nói, thằng Minh thì nó, nhưng mà nó xuống đây cái hả. Rồi nói chuyện, thì chú thấy anh em mà chú đâu biết cái chuyện gì, chú nhảy xuống. Thì thằng Đại nó hỏi chú, bây giờ tôi hỏi bộ nha, giữa tôi với mình cầu muối đủ bộ bên nào? Có đủ sức kỳ á, bên nào? Tôi với thằng Đại thì đủ hai anh em mình từ hồi nhỏ. Còn thằng Minh thì nó lấy em gái tôi. Trời ơi, đủ bên nào bây giờ? Sao vậy? Nó nói vậy đi đi, đủ mẹ tôi chờ 15 phút nữa. Tôi kéo xuống đụng mà tàn sát cầu muối. Tôi nói vậy, mà chú hoảng hồn. Ý chú nói thôi, đụng rồi đi, tôi chạy qua rồi, xuống mình. Thằng Minh nó cũng nói, đụng mà tao chờ, lại nó kéo xuống, bữa nay tao bầm nó. Tại nó để hai bó dao à. Tụi mày chú thấy không được rồi. Hai thằng này mà đụng nhau có chết đúng không, hiểu không? Cái chú mới bỏ xe, chú chạy xuống kêu sao ôm, đụng mà chở chú lên quận 5. Bị ở đó có anh nuôi, Trung Tá Hiền, quận trưởng hồi đó, anh là thiếu quân chiến. Bây giờ ông làm quận trưởng đụng quận 5. Chạy lên gặp lính gác, chú nói đụng anh. Vô nói với Trung Tá Hiền, nói tôi chạy già em ổng lên thăm ổng, có chuyện gấp. Cái chạy vô, ổng kêu vô, có gì à? Ê, chú mới kể, đụng bây giờ Đại với Nguyên Cầu Quý hai bên nó chờ tí xíu nữa, đụng nó giết nhau. Anh làm sao cứu? Cộng lên, ổng quảng hồn, ổng nhảy lên xe, nói ổng thương. Lên xe chạy ngang rồi qua Rạp Hát, vô gặp Thành Được nữa. Lên xe, anh không nói tiếng nào, chạy lên tới gặp Đại, cái biểu lên xe. Cái thằng Đại nhảy lên xe, chạy tới bên cầu mũi, anh biểu lên. Hai thằng ngồi hai bên. Anh không nói tiếng nào, anh chạy lại ngoài nhà đồng cánh. Ông kêu là hai lên đây. Đụng mẹ tụi bay hai thằng điên à. Tụi bay điên à, anh em mà làm gì vậy? Phải không? Cái chú có phân trần. Chú nói cốt chuyện này tôi biết. Dòm là tôi biết, đụng là tôi biết lý do rồi. Thằng Đại không biết gì cái chuyện này hết. Có phải không? Thằng Đại Bình cháu nhỏ, tụng mình là vậy rồi. Bởi tại sao bồ hỏi tôi bên nào? Tôi không bên nào hết. Con sinh á, thì nó mê thằng Minh như điếu đổ, thức đêm thức ngày. Thằng Minh thì kêu con sinh bằng cháu. Tại vì thằng Minh nó kêu má con sinh này bằng chị. Thì có phải con nó nói ngay mặt chú mà. Mày kêu tao bằng cậu, không thể lấy mày được. Nên con sinh này nó tức. Ủa lấy không được bằng Minh thì nó lấy sáu nhỏ. Chỉ có sáu nhỏ giết mình thôi. Tập chân sáu nhỏ đủ đá như ngựa. Nên thằng Đại nó không biết, cho nó binh sáu nhỏ. Vậy là bậy rồi bồ. Để mình can cho về đi anh em không. Con sinh này nó mê thằng Minh chứ không phải dính líu gì đâu. Đừng có làm vậy. Nên là anh Hiền anh biết, anh mới nói với Thành Được. Anh mới nói thôi đủ. Có nghe Trà Dương nói gì không? Bỏ đi anh em không à. Anh chửi cho một cặp,
nhưng mà không có đem thằng nhỏ lên, chỉ có thằng Đại với mình cùng úi thôi, với chú thôi. Chú kể cho nghe như vậy nên Đại nó nghe phải. Đúng không? Đại đừng nghe vậy, Vinh anh em là tin cái chuyện phải thôi, còn này đụng cái chuyện tình ái. Con xin này nó mê thằng Vinh đủ thức ngày thức đêm, có tôi biết rồi, tôi thức sáng đêm cầu úi mà. Còn Minh nó lấy em gái tôi, đồng em nuôi tôi, nó lấy Loan đẻ thằng Khánh đó, anh chết thằng còn thằng đó không thấy được. Đó là nó đầu thằng Đại nó mới nghe vậy, rồi nó nghe anh Hiền nói vậy với lại anh Thành Được nói vậy cái quê mới về, mới đủ thông minh thằng sáng nhỏ mới quê. Chú mới nói chữ sáng nhỏ đủ mình tầm bậy của sáng nhỏ, đừng có nghe lời vậy, tại con xin này nó mê thằng Minh. Như vậy thì sau cái trận đó là hai bên không có đánh nhau, bắt không, tay với nhau không? Không, nhờ chú can, chú nói rõ ràng. Yeah. Cái cốt truyện nó như vậy, đâu có chuyện gì mà phải đủ giết nhau. Thấy không? Thằng Đại thì nó không biết ức giáp, nó tin Vinh thằng sáng nhỏ. Còn thằng sáng nhỏ nó cũng không biết gì hết, nó bị con xin suối. Nhưng mà suối là một cái chuyện nó mê thằng người ta. Nó mê thằng Minh mà nó, Minh không lấy nó nữa. Nó gài cho sáng nhỏ giết Minh. Bởi đình bà độc đáo, con thấy không? Chú mới nói chuyện với Trung Tá Hiền với Thành Được. Hai ông anh Được anh mới anh Hiền anh mới chửi. Anh nói nụ tầm bậy tầm bạ. Chứ ban đầu Đại nó cũng Vinh sao nhỏ. Mà nó hỏi chú Vinh nào, tôi Vinh nào được. Anh em không, có chuyện này tao biết. Tao thức sáng đêm ở đây mà. Mà thằng Minh nói ngay mặt tao luôn. Thằng Minh nói đụng nó không thể lấy mày được. Mày phải kêu tao bằng cậu. Tôi kêu má bằng chị. Thằng Minh nó mạnh lắm chứ bộ. Không phải nó chạy đâu. Đụng là nó quất á.